Thưa các bạn, mình test lại cái 10 ca vòng nha. Mình giới thiệu sơ nè, cái 10 ca vòng của Sanjo. Này như nước hay khí vậy đó nha. Cái bên đây là chắc chắn là nước nha các bạn. Nha, tản nhiệt nước nha. Cái này khách chốt rồi nha. Mình cũng còn ba cái khác. Cái này thì êm nhất. Cái này rất là êm luôn. Tua lên 6.000 mấy á. Còn cái này to hơn. Mười ca vòng, ba pha, đang đấu sao 35 kg Sanjo Denki. Ok, cái loại này thì mình sẽ test một lần nữa nha. Các bạn thấy khi nó khởi động á, nó giật cái động cơ ha, thì những cái như vậy á, cái kia hôm qua cũng giật, những cái nó giật á, nó giật mạnh hoặc giật giật nhẹ đó, thì nó một phần cũng nói lên được cái sức mạnh của động cơ các bạn. Cái này bích 130 nè, bích 130 phù hợp cho rất là nhiều hộp số. Cái này để 10 ca vòng nhưng mà không rõ nha. Cuối cùng thì cái vòng tua ra đó nó không được cao lắm. Không rõ nha. Cái này khoảng 10 kW các bạn. Khoảng 10 kW. Cái này để mình đo luôn là ở điện ở vòng tua 2.000 mấy đó thì nó ra được bao nhiêu, có thể dùng phát điện được là tốt hay không. Nước cái này rõ ràng là nó tản nhiệt nước các bạn. Ống là cái này nước nha, không phải dầu nha, nước từ trong ống này nè, nó chảy ra. Nãy mình nghiêng á, tức là nó dùng ống này co hơi nha, nhưng mà sử dụng nước tản nhiệt nước nha, đa phần tản nhiệt nước hết. Ok, thì mình sẽ đo xem là nó đạt được bao nhiêu volt VAC ở 2.000 mấy trăm vòng nha. Nãy thì mình đo được là ở 2.000 mấy trăm vòng á, nó đạt khoảng 65 V và khoảng 100 mấy chục Hz nha. Cái này Hz cũng khá là cao. Cái này khả năng phải xài biến tần các bạn. Phải xài đúng biến tần của nó nha. Xài biến tần 10 kW á thì mới đẩy lên được tốc 10.000. Có những cái nó hợp với cái IC, có những cái nó không phù hợp nha. Ok, tạm thời là vậy nha. Cái này có vẻ như không hợp. Mình đang có cái biến tần 3,5 kg để thử, rảnh mình sẽ test. Nhưng khẳng định lại con này lực kéo rất là lớn các bạn. Lực kéo rất là lớn nha. Và có hệ thống tản nhiệt nước cộng với gió nha. Gió là phía sau có cái quạt thổi lên. Thì con này là chạy công nghiệp rất là tốt.
Ok, khả năng mình sẽ thay bạc đạn hoặc là mở ra review bên trong. Các bạn đón xem nhé.